Hồi thứ 8, Vương Doãn Khéo dùng ngay liên quan kế, Đổng Trác ghen đại náo Phượng Nghi Đình. Nhắc lại, Lưu Biểu bằng lòng đem thi thể Tôn Kiên đổi lấy Hoàng Tổ để giảng hòa, thì Khoái Lương bước ra can rằng: "Nay Tôn Kiên đã chết, các con y đều thơ ấu, chúng ta hãy thừa lúc họ suy nhược hoang mang này, quả tốc tiến binh sang đánh, thì một trận là lấy được Giang Đông. Nếu trả thi thể mà bãi binh, tức là dung dưỡng cho họ vãn hồi thế lực, gây mối lo cho Kinh Châu sau này đó." Lưu Biểu nói: "Ta còn Hoàng Tổ bị giữ bên đó, nỡ nào bỏ y. Bỏ một kẻ vô mưu như Hoàng Tổ mà lấy được Giang Đông thì còn phải cân nhắc gì nữa?" "Không nên. Ta với Hoàng Tổ là tình tâm phúc chi giao, bỏ y chết là bất nghĩa." Biểu bèn cho Hoàng Khải về trại, hẹn đem xác Tôn Kiên đổi lấy Hoàng Tổ. Chú thích: đem Tôn Kiên chết đổi lấy Hoàng Tổ sống, người đời cho Lưu Biểu là khôn, ta cho Lưu Biểu là dại. Cái xác chết của Kiên có giá trị hơn con người Hoàng Tổ nhiều lắm. Đọc tiếp: Tôn Sách tha cho Tổ về thành, ra đón rước linh cữu cha, rồi hạ lệnh bãi binh. Sách đưa linh cữu về tán tại Gò Khúc A. Tang lễ xong xuôi, Sách dẫn binh về đóng Giang Đông, lo việc nạp sĩ chiêu hiền, nhúng mình đãi người tài tuấn. Hào kiệt bốn phương dần dần kéo tới theo giúp khá nhiều, sau này sẽ kể tiếp. Nói về Đổng Trác ở Tràng An, nghe tin Tôn Kiên chết thì mừng rỡ nói: "Như vậy là ta khỏi được một mối lo trong gan ruột." Trác lại hỏi con cái Kiên bao nhiêu tuổi. Có người thưa rằng con trai lớn của Kiên mới có 17 tuổi. Trác liền cho là trẻ con, chẳng đáng kể. Từ đó, Trác càng bạo hành, kiêu hãnh, tự xưng là thượng phụ, ra vào tiếm dụng nghi trượng thiên tử, lại phong cho em là Đổng Mân làm tả tướng quân tước hổ hậu, phong cho cháu là Đổng Hoàng làm thị trung tổng lĩnh cấm quân. Chú thích: cháu gọi bằng chú bác. Đọc tiếp: phàm người họ Đổng, không kể gì già trẻ, đều được phong tước liệt hậu. Cách Tràng An 250 dặm, Trác sai lập cho mình một cái thành, đặt tên là Mi Ổ, bắt 25 vạn dân phu tới đắp xây. Thành ngoài quách trong, chỗ cao chỗ thấp, nơi dày nơi mỏng, kích thước giống hệt như thành Tràng An. Trong thành xây cung tước lâu đài và kho đụng chứa lương thực đủ ăn trong 20 năm. Lại tuyển 800 thiếu nữ thanh tân, con nhà dân, nhốt vào các cung. Còn vàng bạc gấm vóc châu báu tích lũy trong kho thì không biết bao nhiêu mà kể. Trác đem hết thảy gia quyến họ hàng vào ở trong đó. Từ ngày hoàn thành Mi Ổ, cứ nửa tháng Trác mới tới Tràng An một lần, hoặc có khi một tháng mới về một bận. Mỗi bận Trác đi về, các công khanh đại thần đều phải ra ngoại thành đưa đón. Nhiều khi Trác sai quay trướng ngoài đường, ngồi uống rượu với các quan. Một ngày kia, ra khỏi thành, có các quan theo tiễn, Trác sai bày tiệc đãi. Khi đang ăn uống, bỗng có vài trăm quân hàng tốt miền Bắc Địa bị dẫn tới. Trác truyền bắt vào trước tiệc, rồi sai chặt tay khoét mắt tên này, cắt lưỡi đục mũi tên kia. Có kẻ bị lột áo bỏ vạt lớn mà nấu như luộc lợn, tiếng kêu thét gào khóc thê thảm vang trời. Bá quan run sợ đánh rơi cả đũa, thế mà Trác vẫn ăn uống cười nói vui vẻ như không. Lại một hôm, Trác họp bá quan ở trong tỉnh đài, các quan ngồi hai hàng dài. Rượu được vài tuần, bỗng lá bố đi vào, ghé miệng vào tai Trác thì thầm mấy câu. Trác cười hà hà rồi nói: "À, thì ra là như vậy đó." Nói rồi sai lã bố tới chỗ ngồi của quan Tư Không Trương Ôn,
các quan đều kinh sợ tái mặt. Được một lát, thấy quân hầu bưng vào một cái mâm đậy lòng bàn, mở ra thấy cái đầu Trương Ung. Bác quan hồn vía lên mây hết. Trác cười nói: "Các quan đừng sợ, Trương Ung liên kết với Viên Thuật mưu hại ta. Nhân Viên Thuật viết thư gửi về đây, đứa cầm thư chả hiểu thế nào lại đưa ngay vào nhà con ta là Phụng Tiên. Vì thế ta chém. Còn các quan không can gì, bực tức phải sợ hãi như vậy." Các quan dân dân dạ dạ được cùng nhau ra về. Quan Tư Đồ Dương Doãn về tới phủ, nghĩ lại những việc xảy ra trước tiệc mà lo lắng trằn trọc, nằm không êm chiếu. Đêm ấy trăng sáng về khuya, Doãn chống gậy lững thững ra vườn sau, rồi dừng lại bên khóm Trà Mi, ngửa mặt nhìn trời, hai hàng lệ từ từ chảy ra trong đêm lạnh. Bỗng lại có tiếng người thở vắng tan dài từ phía đình Mẫu Đơn vọng tới, nghe não nuột quá. Doãn rón rén tới nhìn xem, thì ra đó là tiếng thở dài của một con hát trong phủ, tên gọi Điêu Thuyền. Nguyên Điêu Thuyền được tuyển vào phủ Dương Doãn từ lúc còn thơ ấu, được học nghề múa hát, nay đã thành một ca kỹ, tuổi vừa đôi tám, tài sắc gồm hai. Doãn thương mến coi như con đẻ vậy. Bây giờ Doãn đứng rình dưới bóng trăng khuya, nghe rõ hồi lâu, rồi lên tiếng mắng: "Con tiện tỳ kia, có tư tình với đứa nào mà sầu não như vậy?" Điêu Thuyền giật mình kinh sợ, vội quỳ xuống thưa: "Dạ bẩm tướng công, con đâu dám có tư tình gì." "Mày không có tư tình, sao đang đêm mà lại ra đây mà thở dài than vắng?" "Xin ngài khoan thai, cho phép con được tỏ bài gan phổi." "Có điều gì phải nói thật cho ta nghe, chớ có dâu diếm." Điêu Thuyền ứa lệ nói: "Con đội ơn đại nhân nuôi dạy từ tấm bé, ở đây cơm nặng áo dày, biết nghề ca múa lại được ngài ưu đãi như con đẻ. Dù con thịt nát xương tan cũng chưa dễ báo đền muôn một. Gần đây thấy đại nhân luôn luôn buồn bã, mày chao mắt hận, con chắc là vì quốc gia đại sự nhưng không dám hỏi. Chiều nay lại thấy tướng công ngồi đứng không an, đầy vẻ lo lắng buồn rầu, nên con xúc động mà than thở. Không ngờ ngài lại nghe tiếng và bắt gặp. Vậy tiện đây, con xin mạn phép hỏi thử, nếu con có thể giúp chút gì cho việc ngài để mong đền đáp ân sâu, thì dù muốn chết con cũng không tiếc thân." Vương Doãn nghe lời, bỗng đập cây gậy xuống đất, khẽ kêu lên: "Có ai ngờ vận mạng nhà Hán lại ở trong tay con. Con hãy cùng ta vào nhà gác kia nói chuyện." Điêu Thuyền theo Doãn vào trong hỏa cát. Doãn đuổi hết bọn tỳ thiếp ra ngoài, chắc Điêu Thuyền ngồi lên sập, rồi chắp tay lại sụp xuống. Điêu Thuyền sợ hãi, vội tụt xuống đất khấu đầu bái lạy: "Ôi chết nổi, sao tướng công lại làm thế này?" Doãn tha thiết nói: "Con ơi, con hãy thương lấy sinh linh thiên hạ nhà Hán ngày nay." Nói rồi khóc nức nở, nước mắt tuôn như suối. Điêu Thuyền thưa: "Vừa rồi con đã hứa với tướng công rằng nếu có việc gì sai khiến thì muốn chết con cũng không từ mà." Doãn lại quỳ xuống lần nữa, rồi mới nói thật: "Con ơi, hiện nay nhân dân trăm họ đang bị cái nạn treo ngược, nguy khốn lắm rồi. Dù tôi đều không chắc có ngày mai, ôm nhau chờ chết. Ngoài con ra không ai cứu nổi. Tặc thần Đổng Trác sắp cướp ngôi thiên tử, các quan văn võ trong triều chịu bó tay không có kế gì. Đổng Trác có một đứa con nuôi tên là Lã Bố, kiều dũng lạ thường, mà ta được biết hai cha con nó đều là tuồng háo sắc. Nay ta muốn dùng kế liên hoàn, trước
hãy đem con hứa gả cho lã bố, sau sẽ đem hiến cho Đổng Trác. Lúc bây giờ con hãy tùy cơ lập kế ly gián cha con nó, để chúng nó căm ghét lẫn nhau. Chú thích: tên cái kế này nghe cũng lạ. Hoặc giả liên hoàng có nghĩa là cái dòng sắt điêu thuyền trói chặt hai anh chàng Đổng Trác Lã Bố vào một mối tranh giành chăng? Đọc tiếp: rồi con xui khiến làm sao cho Lã Bố giết chết Đổng Trác. Nếu trừ được tên đại ác mà phò dựng lại xã tắc, tái lập giang sơn, ấy là nhờ sức của con đó. Chẳng hiểu ý con nghĩ thế nào. Điêu thuyền nghe xong, thưa: con đã hứa với tướng công rằng dù muốn chết cũng không quản. Vậy xin cứ đem con hiến cho chúng đi, con đã có cơ mưu chủ kiến. Doãn ân cần dặn thêm: con phải vô cùng cẩn mật con nha, nếu việc tiết lộ là cả nhà ta tuyệt diệt đó. Tướng công chớ lo, con xin thề, nếu không báo được đại nghĩa thì con chết nát thân với dạng mũi tên đau. Doãn lại cúi đầu lại Điêu Thuyền, tạ ơn lần nữa. Hôm sau, Doãn tìm trong số của báo tàng trữ từ lâu trong nhà, lấy ra mấy hạt minh châu, sai thợ ngọc khéo tẩy giũa, rồi dát vào chiếc mũ vàng rất đẹp. Sai người ngầm đem biếu Lã Bố. Lã Bố được mũ giác ngọc thích lắm, thân đến nhà Dương Doãn tạ ơn. Chú thích: không cần đi bắt, hổ tướng tự đến nạp mình. Đọc tiếp: trước đó Doãn đã sai sửa soạn một bữa tiệc linh đình đợi sẵn. Khi Lã Bố tới, Doãn ra tận cửa ngoài nghênh tiếp, rồi đưa vào hậu đường mời ngồi lên trên. Chú thích: bắt vào đấu gươm mắt với nữ tướng của cụ đó. Đọc tiếp: bố nói: tôi chỉ là một tiểu tướng canh cửa phủ thái sư, mà tư đồ là vị đại thần nguyên quân giữa triều đình, sao lại quá nhún nhường như thế này, tôi đâu dám nhận. Doãn nói: lão phu thấy khắp thiên hạ ngày nay chẳng có ai là anh hùng ngoài một mình tướng quân đây. Vậy không phải giả kính cái chức của tướng quân, mà chính là trọng cái tài của tướng quân vậy. Bố nghe Doãn khen sung sướng hả lòng lắm. Doãn ân cần mời rượu, lại ca tụng chí khí anh hùng của Ôn Hầu và đức độ Đổng Thái Sư luôn miệng. Lã Bố thích chí cười gian nhà mà uống tràn. Khi rượu ngà ngà, Doãn thét đuổi hết tả hữu ra ngoài, chỉ để lại hai người thị thiếp dâng rượu. Rượu ngấm mạnh, Doãn mới lên giọng sang sảng mà truyền: bay đâu, gọi con nhỏ nhà ta ra đây. Chú thích: nữ tướng quân múa đảo đôi gươm mắt xuất trận lần đầu tiên. Đọc tiếp: được một lát, hai con hầu áo xanh kèm hai bên vò điêu thuyền bước ra, mặt hoa mơn mởn, lại trang điểm vô cùng diễm lệ, mình liễu uyển chuyển, lại mang y phục lộng lẫy uy hoàng. Lã Bố vừa trông thấy đã giật mình. Chú thích: chưa chi hổ tướng đã mất tinh thần rồi, nhất định là chỉ một hiệp là bị nữ tướng quân hạ thủ. Đọc tiếp: Lã Bố vội hỏi: ồ, chẳng hay ai đây? À, bẩm tư đồ, đây là con gái của lão, tên gọi Điêu Thuyền, nay đội ơn tướng quân có lòng yêu tìm đến, coi như chỗ thân tình, cho nên lão sai tiện nữ ra chào tướng quân đó. Nói rồi bảo Điêu Thuyền lại bên Lã Bố mời rượu. Nàng bèn uống tay ngọc nâng ly ghé mời, rồi đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cặp mắt chàng, bốn mắt đưa lên, rồi bốn hàng mi lại rũ xuống, rồi lại nhìn nhau nữa, khiến cho kẻ ngẩn ngơ, người ngơ ngẩn, như mộng như mê. Doãn đưa mắt thấy thế, bèn giả tảng sai khề khà bảo nàng: con phải cố
mà mời tướng quân uống lấy vài chén nha. Cả nhà ta trông cậy vào tướng quân đó. Lã Bố mời Điêu Thuyền ngồi. Nàng tỏ vẻ e lệ ngần ngừ, rồi toan bỏ vào nhà. Chú thích: đánh cái miếng đòn cao su như thế, hổ tướng mới hết cửa. Đọc tiếp: Doãn phải bảo nàng: ồ ồ, tướng quân là chỗ chí thiết với cha mà, con cứ việc ngồi, không sao hết. Nàng mới rón rén lại ngồi bên cạnh Doãn. Bây giờ Lã Bố cứ ngồi ngay người ra như tượng gỗ, hai mắt chàng chăm chăm nhìn nàng không rời, y hệt bị thu hồn. Rồi đưa tay lên miệng như cái máy mà uống cạn luôn mấy ly rượu nữa. Chú thích: hổ tướng đã ngã ngựa hôn mê, chỉ chờ một nhát kiếm của nữ tướng là hết đời. Đọc tiếp: Dương Doãn ngầm đưa mắt dò xét, đã biết rõ Lã Bố say mê Điêu Thuyền lắm, bèn trỏ vào nàng mà bảo: ý của lão phi muốn đem tiện nữ dân tướng quân làm tiểu thiếp để hầu hạ Trang Anh Hùng duy nhất thời nay. Chẳng hay tướng quân có bụng yêu thương dung nạp chăng? Chú thích: còn phải nói gì nữa? Đọc tiếp: Lã Bố vội đứng dậy, chắp tay cúi đầu thưa rằng: à, nếu tướng công thương cho được như vậy, tiểu tướng thề đem hết sức khuyển mã báo đáp ân tình. Doãn nói: nếu mà như vậy, chỉ nay mai hãy chọn được ngày lành giờ tốt là lão cho đưa ngay tiền nữ sang quý phủ. Lã Bố mừng rỡ khôn xiết, lại hân hoan đưa mắt liếc Điêu Thuyền lia lịa. Nàng cũng đảo cặp mắt long lanh như sóng nước hồ thu đưa tình. Chú thích: gươm sắt đưa qua cổ, đầu nào chẳng phải rung. Đọc tiếp: lát sau tiệc tan, Dương Doãn thấy chàng thẫn thờ lộ vẻ lưu luyến ra mặt thì nói rằng: à, ý của lão phu muốn tướng quân nghỉ lại đây một đêm, nhưng mà sợ thái sư nghi hoặc đó thôi. Lã Bố dùng văn mãi, rồi sau hai ba lần lại tạ Dương Doãn, chàng mới ra về, lòng rộn ràng vì sung sướng, mang mát vì đợi chờ. Cách vài hôm sau, Dương Doãn vào triều, thấy Động Trác ngồi đó mà lại không có Lã Bố đứng bên, liền thụp xuống lại nói: Doãn này muốn rước xe ngựa thái sư qua thảo xá để dâng chén rượu, chẳng hay thái sư có vui lòng dời gót ngọc chăng ạ? Trác nói: tư độ có lòng tốt, ta xin đến ngay. Doãn lạy tạ, về sửa soạn trang hoàng nhà cửa, bao nhiêu đồ gia bảo đem ra bài trí la liệt. Chính giữa nhà kê sập khảm, dưới đất trải gấm dốc rực rỡ, trong ngoài đều văn trướng gấm treo màn hoa. Hôm sau đến giờ ngọ thì Động Trác tới. Doãn bận triều phục ra đón, lại hai lại rồi rước vào. Trác bước xuống xe, tả hữu có hơn 100 giáp sĩ cầm kích đi hộ vệ vào tới nhà, rồi đứng ra hai hàng. Trác ngồi lên sập xong, Doãn lại ra trước thềm lại hai lại nữa. Trác sai tả hữu đỡ Doãn lên sập cho ngồi cùng bên cạnh. Doãn nói: thịnh đức của thái sư rỡ ràng buông bể, dấu y Doãn Chu Công cũng chưa sánh bằng. Trác sung sướng mát lòng lắm. Doãn ra lệnh tấu nhạc, rồi mời Trác uống rượu, cử chỉ rất mực cung kính. Khi trở về chiều, rượu đã ngà say, Doãn bèn mời Trác vào hậu đường. Trác đuổi hết võ sĩ ra ngoài. Bây giờ Doãn mới nâng chén rượu dâng lên chúc tụng: Doãn này từ nhỏ đã học thiên văn, gần đây thường đêm đêm ra coi tinh tượng, thấy khí số nhà Hán đã hết, thái sư thì công đức thấm nhuần khắp thiên hạ. Vậy nếu lại có việc thuấn nhường vũ
vũ kế thuấn thì thật là hợp ý trời, thuận lòng người lắm mà. Ta đâu dám cao vọng như vậy. Theo lẽ tuần hoàn xưa nay, cứ người có đức thay người vô đạo, kẻ vô đạo phải nhường người có đức, có gì là quá đâu. Trác Ân Quang cười bảo Doãn: Nếu mà quá thật mạng trời về ta thì Tư Đồ chính là vị khai quốc nguyên quân. Doãn bái tạ. Bây giờ đuốc hoa đốt lên sáng rực cả nhà. Doãn chỉ giữ lại mấy cô hầu gái đứng dâng rượu, rồi thưa với Trác: Ở nhà cũng có phường ký nhạc, nhưng sợ kém cỏi vụng về, không đẹp ý thái sư, chẳng dám cho ra diễn tấu. Duy còn một kỹ nữ tài hoa lắm, xin cho phép gọi ra hầu. Trác gật đầu nói: Như vậy thì tốt lắm. Doãn liền sai kéo một bức màn ra, tiếng đàn phách sinh quỳnh vang lên thánh thoát. Rồi điêu thuyền nhẹ nhẹ gót hài bước ra, mình liễu uyển chuyển, xiêm y thước tha, múa trước đèm châu như thiên tiên nhập động vậy. Có bài ca khen điêu thuyền rằng: Phải người cung nữ chiêu dương, xiêm y mây cuốn, dương dương cánh hồng. Nhẹ nhàng mình liễu như bông, gót hài uyển chuyển trên lòng bàn tay. Động đình lạc lối hoa bay, lương châu thoăn thoắt sen cài bước chân. Nhà vàng gió gợt cành xuân, trăm hoa nhường vẻ thanh tân một người. Chú thích: Bài ca này có ý khen điêu thuyền đẹp như nàng Triệu Phi Yến ở Chiêu Dương Cung của Hán Thành Đế. Hai bàn chân nhỏ bằng hai ngón tay cái người khác, và mình uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể đứng trên bàn tay người ta được. Đọc tiếp. Nguyên văn: Nguyên thị Chiêu Dương cung Lý Nhân, kinh hồng uyển chuyển chưởng trung thân, chỉ nghi phi quá động đình xuân, án triệt lương châu liên bộ ổn, thảo hoa phong điểu nhất chi tân, họa đường hương noãn bất thăng xuân. Lại có bài thơ rằng: Phách ngà dùng dập én bay dương, một đóa mây sa giữa họa đường, lãng tử trùng chân vì nét nguyệt, tri âm đòi đoạn nhớ môi hường, nụ cười dễ có vàng mua được, mình liễu còn thêm ngọc điểm trang, ngừng múa nâng rèm đưa sóng mắt, gối chăn ai đó sở tương dương. Chú thích: Bài thơ này lại viết điêu thuyền với thần nữ núi Du Sơn. Đọc tiếp. Nguyên văn: Hồng nha thôi phách yến ti mang, nhất phiến hành dân đáo họa đường, mi đại xuất thành du tử hận, kiểm dung sơ đoạn cố nhân trường, du tiền bất mại thiên kim tiếu, liễu đới hà tu bách bửu trang, vũ bãi cao liêm du mục tống, bất tri thùy thị sở tương dương. Đổng Trác ngồi xem điêu thuyền múa mà ngây ngẩn ngẩn ngây. Nàng múa xong, Trác bảo gọi vào trước sập. Nàng rón rén bước vào phía trong rèm, rồi cúi đầu lạy hai lạy. Trác càng nhìn càng mê mẩn vì tấm nhan sắc diễm lệ phi thường. Bèn hỏi: Nàng là ai đây, thưa Tư Đồ? Dạ đây là một kỹ nữ ở Thiểm Phủ, tên gọi Điêu Thuyền. Hát có khá không? Doãn liền bảo Điêu Thuyền hát. Nàng cầm phách gõ nhịp, cất giọng ca trong như oanh kêu, cao như hạt gọi, khi trầm khi bổng, nghe thánh thoát như rót vào tai, mà quyền quyền ảo ảo làm mê hồn tục khách. Đó chính là một đóa anh đào chấm chím môi, đôi hàng răng ngọc rạng xuân tươi, hương đưa đầu lưỡi tàn hơi kiếm, chém chết gian thần có lúc thôi. Nguyên văn: Nhất điểm anh đào khải gián thần, lưỡng hàng toái ngọc
Phúng Dương Xuân, Đinh Hương Thiệt Thổ Hành Cương Kiếm, Yêu Trảm Tà Giang Loạn Quốc Thần. Khi nàng ca hát, Trác Chăm chấm nhìn, tấm tắc luôn miệng. Doãn bảo nàng nâng chén mời, Trác đỡ lấy hỏi: "Xuân xanh bao nhiêu?" Nàng thỏa thẻ thưa: "Tiện thiếp tuổi vừa đôi tám." Trác mỉm cười khen: "Quá là thần nữ thiên tiên giáng thế." Doãn liền đứng dậy thưa: "Tôi muốn đem kỹ nữ này dâng thái sư, chẳng hay ngài có vui lòng dung nạp cho chăng?" Chú thích: nữ tướng quân đã xuất binh sẽ có báo tiệp thắng trận. Dương Doãn trước đã đưa con dao sắt cho Tào Tháo đem vào phủ Đổng Trác, nay lại để điêu thuyền đem đôi gươm mắt sang đó, bảo đau không giết nổi Trác. Nay nhãn kiếm sẽ thử xem thế nào. Đọc tiếp, Trác hớn hở nói: "Ô tư đồ quá thương như thế này, ta biết lấy gì tạ ơn cho xứng." Doãn nói: "Thân kỹ nữ này mà được hầu hạ thái sư, ấy là phúc lớn cho chúng tôi rồi." Trác hai ba lần bái tạ, Doãn lập tức sai thắng xe hương đưa điêu thuyền về tướng phủ. Trác đứng dậy cáo từ. Doãn thân đi theo, đưa Trác đến tận tướng phủ rồi mới trở về. Doãn cưỡi ngựa về chưa được nửa đường, bỗng thấy hai bên đường quân lính cầm đèn lồng rực đỏ chói, và ở giữa là Lã Bố cưỡi ngựa xích tố, cầm kích rong cương đi lại. Bây giờ Doãn đi tới đó, vừa gặp nhau, Bố gò cương ngựa, một tay đưa ra nắm lấy vạt áo của Doãn, lớn tiếng hỏi: "Tư đồ đem điêu thuyền gả cho tôi, sao bây giờ lại đem dâng thái sư? Phải chuyện đùa bỡn hay sao vậy?" Doãn vội xua tay, hạ giọng nói: "Chuyện này nói ở đây không có tiện, xin mời tướng quân lại thảo xá, rồi láo kế rõ ràng đầu đuôi." Bố theo về nhà Doãn xuống ngựa, vào luôn hậu đường. Thi lễ xong, Doãn hỏi: "Sao mà tướng quân lại ngờ bụng lão?" "Có người báo cho tôi hay rằng ngài theo xe hương đưa điêu thuyền vào tướng phủ." "Như vậy là sao?" "Vậy thì tướng quân không rõ đầu mối câu chuyện rồi. Số là hôm qua thái sư gặp tôi giữa triều đường, ngài có nói ta có chút việc cần phải đến nhà ông mới xong, lão phải dâng lời mời về nhà tiếp đãi. Rượu được nửa chừng, ngài nói: ta nghe từ đồ có một ái nữ tên là Điêu Thuyền, đã hứa gả cho con ta là Phụng Tiên. Ta nghe mà chưa lấy làm chắc, vậy nay tới hỏi lại xem thực hư ra sao. Nếu quả thật như thế thì hãy gọi con dâu ta ra đây để ta coi mặt. Lão phu đâu có dám trái lời, dẫn điêu thuyền ra lại bố chồng." Thái sư gật đầu tỏ vẻ ưng, rồi truyền rằng: "Hôm nay tốt ngày, vậy để ta đem ngay nó về làm lễ thành thân với Phụng Tiên con ta." Tương quân nghĩ xem, thái sư đã thân tới mà dạy như vậy thì già còn từ chối sao được. Lã Bố nghe qua ngượng ngập nói: Tôi thật đông nổi mà, vội trách quan tư đồ, ngày mai xin đến tạ lỗi." Doãn lại nói: "Tiểu nữ còn ít nhiều nữ trang ở đây, khi nào về phủ tương quân, lão sẽ cho người mang lại." Bố từ tạ ra về. Đêm ấy chàng trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau vội vào tướng phủ nghe ngóng, nhưng tuyệt không thấy gì, bèn đi thẳng vào nhà trong tìm hỏi các cô hầu gái xem thái sư ở đâu. Bọn thị tiếp tưa rằng: "Và đêm qua thái sư cùng với một tân giai nhân ngủ chung, đến bây giờ vẫn chưa dậy ạ." "Ôi chao, lời nói như dao đâm vào ruột." Là Bố giận sôi lên, liền đi thẳng vào sau buồng ngủ của Đổng Trác mà nghe ngóng. Bây giờ điêu thuyền đã dậy rồi, đang ngồi chải đầu bên cửa sổ. Bỗng thoáng thấy bóng một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ búi tóc, hiện ra dưới làn nước ao trước cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn, thì ra
đúng là lão bố. Tức thì đôi mày liễu của nàng chau ngay lại, vẻ mặt biến ra đau đớn, u sầu vô hạn. Thỉnh thoảng lại đưa vải khăn lên lau nước mắt, vẻ vô tình như khóc thầm, không biết có ai đang đứng gần kia. Lão bố đứng ngay người, lòng tê tái, nhìn nàng một lúc lâu rồi quanh ra cửa trước. Lát sau chàng đánh bạo bước vào thì vừa gặp Đổng Trác ngủ dậy, đang ngồi trong nhà. Thấy bố vào, Trác hỏi: "Ở ngoài đó có việc gì không?" Bố đáp: "Thưa không." Rồi đứng bên cạnh. Thừa lúc Trác ăn cơm, bố liếc mắt nhìn trộm vào phía trong rèm châu, thấy có bóng người con gái đi đi lại lại, quay nhìn ra nhưng chỉ thấy có nửa mặt. Chốc chốc nàng lại đảo làng thu ba long lanh đưa tình, bố nhận rõ là điêu thuyền. Thần hồn chàng liền bay lên chín tầng mây, ngẩn ngơ bấn loạn. Trác chợt nhìn thấy dáng điệu liền sinh nghi, nói: "Phụng tiên, bây giờ không có việc gì, lui cho ta." Bố hậm hực rồi lủi thủi bước ra. Đổng Trác từ ngày đem điêu thuyền về, đắm say vị sắc, mê mệt với gia nhân, hơn một tháng trời không ra coi việc. Một lần Trác bị ốm, điêu thuyền hết sức hầu hạ, áo không cởi đai, ngày đêm ân cần săn sóc. Trác thay thế càng hài lòng và yêu quý nàng hơn nữa. Rồi hôm ấy lão bố vào vấn an, lại gặp đúng lúc Trác đang ngủ, điêu thuyền đứng hầu phía sau giường. Thấy chàng vào, nàng liền trao nét nguyệt, tỏ ra trăm cay ngàn đắng, lấy tay trỏ vào phía tim mình, rồi trỏ vào Đổng Trác mà gạt nước mắt, như nén thổn thức không thành tiếng. Chàng thấy thế ruột như dao cắt, nhìn nàng đăm đăm, uất hận tràn lòng. Bỗng Trác liêm diêm hé mi mắt, thấy chàng cứ nhìn chòng chọc về phía sau giường, liền trở mình quay lại thì bắt gặp nàng đang đứng đó. Trác nổi giận mắng: "Cái thằng con nhà vô phúc dám trêu cả ái cơ của cha sao?" Rồi thét tả hữu đuổi chàng ra ngoài, ra lệnh cấm tự hậu không được bước vào nhà nữa. Lão bố căm gan tím ruột ra về. Đi được một quãng thì gặp Lý Nho, liền kể rõ sự tình cho hay. Nho vội vã chạy vào ra mắt Trác, thưa rằng: "Thái sư muôn lý tiên hạ, sao vì một lỗi nhỏ mà trách mắng ôn hầu? Nếu y thay lòng trở mặt thì đại sự hỏng mất." Bây giờ Trác mới hối hận, bèn hỏi: "Sư đã lỡ như vậy, làm sao bây giờ?" "Sáng mai thái sư nên gọi y vào, đem vàng lụa ban cho và lấy lời ngon ngọt an ủi thì khỏi lo nữa." Trác nghe lời, hôm sau sai người triệu bố vào an ủi: "Hôm qua đó, trong cơn bệnh, tâm thần nó hoảng hốt, cha có lỡ lời làm tổn thương con đừng để bụng làm chi nha." Nói rồi ban cho 10 cân vàng với 20 tấm gấm. Nhưng thân bố tuy ở bên mình Trác mà lòng chỉ còn biết có điêu thuyền, bèn gượng tạ ơn rồi ra về. Đến hôm khỏi bệnh, Trác vào triều bàn việc, bố giác kích đi theo, đứng hầu trong triều một lát, thấy Trác mãi mê bàn việc cùng vua hiến đế, bố liền giác kích lẻn ra phía sau, lên ngựa bất chợt trở về tướng phủ. Chàng buộc ngựa trước phủ, cầm kích đi vào nhà sau tìm điêu thuyền. Vừa thấy nhau, nàng bảo ngay: "Chàng hãy ra vườn sau đợi tiếp ở bên đình Phượng Nghi nhé." Bố lại cầm kích vào hậu viện, tới Phượng Nghi đình đợi ở bao lương. Được một lúc lâu, điêu thuyền trang điểm thật diễm lệ, rồi xiêm y thước tha, rẽ qua dinh liễu mà tới. Trong nàng bấy giờ quả là đẹp như nguyệt cung tiên nữ. Chú thích: Hoa hạ mỹ nhân sánh với mã tượng tráng sĩ, thật là đẹp đôi. Đọc tiếp: Vừa trông thấy chàng, nàng đã khóc lóc mà kể lể: "Chàng ơi, có thấu cho lòng thiếp chăng?
thân thiếp tuy không do Dương Tư Đồ sinh ra, nhưng đã được người coi như con đẻ. Từ ngày mắt may mắn trông thấy tướng quân, rồi được hứa cho nâng khăn sửa túi, thiếp lấy làm phỉ nguyện bình sinh vô cùng. Ai ngờ thái sư lòng dạ bất lương lắm, lừa dối đem thiếp về để dở thoái dâm ô, hại đời trinh nữ. Thiếp đã muốn chết ngay, nhưng hiềm chưa được cùng tướng quân vĩnh biệt một lời, nên còn chịu nhục tham sống tới phút này. Giờ được thấy mặt rồi, bày tỏ nỗi lòng này là thiếp đã thỏa nguyện. Thôi chàng ơi, thân này đã bị nhơ nhuốc, không thể thờ người anh hùng được nữa. Thiếp xin chết trước mặt chàng để chàng thấy rõ tấm lòng. Nói dứt lời, níu lấy lan can, nhắm cái ao sen dưới đình mà gieo đầu tự tử. Lão bố quảng hốt ôm chầm ngay lấy nàng mà khóc rằng: Chú thích: làm cho lão bố tức thì dễ, làm cho lão bố khóc thì khó lắm. Thế mà điêu thuyền đã khiến bố phải khóc, thì trác sống làm sao được. Đọc tiếp: Ôi nàng ơi, chớ có liệu thân như vậy. Tôi đã biết rõ lòng nàng từ lâu rồi, chỉ hận chưa được ngỏ lời nên cam chịu như vậy thôi. Nàng lại gỡ tay chàng ra: Thôi, kiếp này chẳng được làm vợ chàng thì xin hẹn đến kiếp sau. Chàng cương quyết nói: Không được, nếu kiếp này không được lấy nàng làm vợ thì tôi không đáng mặt anh hùng. Nàng lại tỉ tê than thở: Chàng ơi, thân bị giam hãm, lòng khao khát ngóng trông, thiếp cảm thấy mỗi ngày như một năm trường. Xin chàng đoái thương, mau mau cứu vớt lấy thiếp. Bố chợt nhớ ra, bảo nàng: Tôi vốn thừa lúc bất ngờ mà lén về đây, e rằng thằng giặc già nó sinh nghi. Vậy xin tạm biệt, để tôi đi. Chú thích: hết tình cha con. Đọc tiếp: nhưng điêu thuyền nắm lấy vạt áo chàng níu lại: Trời ơi, đến chàng mà cũng phải sợ thằng giặc già như vậy, thì thiếp đây còn mong gì có ngày thấy ánh mặt trời đây. Chú thích: tuyệt ác. Đọc tiếp: bố đứng lại rồi bảo: Nàng hãy khoan cho tôi, rồi sẽ có kế giải thoát mà. Nói rồi giác kích toan đi. Nàng thổn thức nghẹn ngào nói: Trước kia thiếp còn trong chốn phong khuê đã nghe đại danh tướng quân như sấm vang tai, thiếp nghĩ chàng là bậc cái thế anh hùng dưới trời có một. Ai ngờ chàng phải chịu bó thân để người khác áp chế như thế này, đau đớn cho thiếp chưa? Dứt lời khóc như mưa gió. Lão bố nghe qua thẹn đỏ cả mặt, ngượng ngập dựng cây kích vào tường, quay lại ôm lấy nàng mà dỗ dành an ủi. Đôi bên trao lời ân ái, càng lúc càng tiếc tha, rồi mặt nhìn mặt càng ngẩn ngây, tay nắm tay lưu luyến, không muốn rời nhau ra nữa. Nói về Đổng Trác ngồi trên điện bàn việc cùng hiến đế, khi quay lại không thấy lão bố đứng bên, lòng sinh nghi, liền bái từ vua, lên xe trở về tướng phủ. Về đến trước cửa, thấy ngựa xích thố buộc đó, bèn hỏi quân canh thì họ thưa rằng: Ôn hầu đã vào hậu đường rồi ạ. Trác thét đuổi hết tả hữu, một mình sụp vào hậu đường tìm kiếm, nhưng chẳng thấy lão bố đâu. Lên tiếng gọi điêu thuyền cũng không thấy thưa. Trác hỏi bọn tỳ thiếp, bọn này bẩm: Giờ bẩm thái sư, nàng đang xem qua ở giường sau. Trác vội chạy ra giường thì chao ôi, rõ ràng bắt gặp lão bố đang ôm điêu thuyền bên lan can phượng nghi đình. Hai bên nỉ non trò chuyện, cây quạch kích thì dựng một bên. Cơn giận nổi đùng đùng, Trác quát rống lên một tiếng. Lão bố thấy Trác đến, giật mình sợ cuốn lên, chỉ còn nước cắm đầu bỏ chạy. Trác chạy tới giơ ngay cây kích ấy đuổi theo. Bố sức khỏe chạy nhanh, Trác thì béo quá nặng thịt đuổi không nổi, liền giơ cao cây kích mà lao theo cái dù. Nhưng bố là tay anh dũng vô địch, chỉ đưa tay lại hất nhẹ một cái
cây kích đã băng ra một bên, rơi xuống đất. Trác đang sôi máu ức, lại tới cầm kích lên, cố đuổi nữa. Bây giờ bố chạy đã xa và thoát ra khỏi lối cửa vườn. Trác vẫn đuổi, nhưng vừa chạy đến cửa thì bỗng nghe huỵch một tiếng như trời giáng. Một người ở đâu chạy vụt vào hút phải bụng. Trác ngã quay ra mặt đất. Đó chính là lửa gan bốc cháy cao trăm trượng, thịt béo quay lơ một đống xù. Chưa biết người đụng ngã Đổng Trác là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: 18 lộ quân mã chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như điêu thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu Quang Trương hùng khí không thắng nổi Lã Bố, mà chỉ một nàng điêu thuyền lại thắng nổi. Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy sóng mắt nụ cười làm gươm sắc giáo nhọn, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược cơ mưu. Xem thế thì cái bản lĩnh của nữ tướng quân quá là tuyệt cao cường, đáng sợ lắm tay. Và ta nên khen Tư Đồ Dương Doãn rằng: Tư đồ diệu kế cao thiên hạ, chỉ dụng mỹ nhân bất dụng binh. Tây Thi với điêu thuyền cùng lấy sắc Khuynh Thành, nhưng việc làm của Tây Thi còn dễ, việc của điêu thuyền khó hơn. Tây Thi chỉ phải đánh ngã một mình Ngô Dương Phù Sai, điêu thuyền phải đồng thời đánh ngã cả Lã Bố lẫn Đổng Trác. Phải luôn luôn nghĩ mưu kế trong lòng, thay đổi bộ mặt để đối phó với cả hai bên. Ta nghĩ rằng cái công của điêu thuyền đáng được ghi vào sử sanh. Nếu như khi Đổng Trác đã bị giết rồi, Dương Doãn không dụng về mà gây ra cái quạng Lý Thôi, Quách Tị, thì cơ đồ nhà Hán đã phục hưng ngay từ đó. Và như thế thì một cô gái như điêu thuyền há lại không đáng được ghi tên vào nơi Phượng Cát, không đáng được tô tượng ở chỗ Lân Đài hay sao? Sự việc hồi này trên bày khéo ở chỗ, sau khi Đổng Trác mắng Lã Bố, lại hối hận mà gọi vào thưởng cho vàng lụa để an ủi. Nếu không có thế, ắt Bố đã giết Trác trước khi chạm trán ở Phượng Nghi Đình kia. Lúc Đổng Trác cầm kích lao theo Lã Bố ở dưới đình Phượng Nghi, Lã Bố đã gạt rớt cây kích xuống đất. Sao Bố không dừng lại giơ lấy kích giết Trác mà lại bỏ chạy vội ra khỏi vườn? Có lẽ cũng vì cái ơn cho vàng kia còn hiệu lực trong lòng Lã Bố vậy. Và cái tuyệt diệu kế liên hoàn không phải là làm cho Lã Bố giết Đổng Trác đâu. Nếu Trác cầm kích lao trúng, giết chết Lã Bố lúc bấy giờ, tức là Trác tự chặt một cánh tay, và Trác sẽ bị tiêu diệt dễ dàng ngay. Đó mới là chủ ý. Điều này đã nằm trong bụng Dương Doãn, và có lẽ điêu thuyền cũng muốn như thế. Dương Doãn lẽ nào lại yêu Lã Bố, mà điêu thuyền cũng không yêu Lã Bố đâu. Riêng ta yêu nàng Tây Tử thật lòng trở về với Phạm Lãi, và yêu nàng điêu thuyền giả vờ sống thác với Lã Bố. Bởi vì tuy thân đứng trước mặt Lã Bố, nhưng lòng điêu thuyền bao giờ cũng chỉ nghĩ đến một mình Dương Doãn mà thôi. Có một điều đáng buồn là ngày nay có người bảo rằng điêu thuyền về sau bị quan công chém. Thử hỏi, nàng có tội gì mà chém? Nàng còn đáng được gia phong tước phẩm để thưởng công nữa là khác. Mà có ai biết nàng đã chết tại đâu? Sau khi Thành Hạ Bì thất thủ, Lã Bố bị chết, đâu còn thấy bóng dáng nàng ở chỗ nào. Nàng chính là con rồng thiên, chỉ lộ cái đầu, cái mình với đời, mà không cho đời sau biết cái đuôi của mình ẩn đi đâu hết. Có như thế, danh tiếng mới khỏi bị tổn thương. Đọc Tam Quốc Chí từ đầu tới hồi thứ bảy, chỉ thấy những chuyện rồng tranh cọp chọi, đao kiếm chạm nhau, tên bay ngựa thét. Đến hồi này, bỗng thấy những lời oanh tiếng yến, tình tình tứ tứ, ái ái ân ân. Độc giả có cảm tưởng như vừa qua cơn sấm sét bão bùng, mà bước sang cảnh gió êm, trăng tỏ.
tác giả bộ Tam Quốc có một diệu bút thân tình vậy thầy.